Sư cho con hỏi, cư sĩ tại gia thực hành theo bát chánh đạo, tinh tấn thực hành thiền tuệ mỗi đêm trước khi ngủ, quán chiếu tứ diệu đế để thấy khổ, sống trong khổ nhưng không thấy khổ, thì có thành tựu rốt ráo không ạ? Cảm ơn sư, chúc sư nhiều sức khỏe. Nếu như mà chúng ta chà sát một cái khúc gỗ để mà chúng ta lấy lửa, mà khúc gỗ chúng ta chà một chút xíu, cái nó hơi ấm tí xíu, cái mình bỏ ra, mình dẹp qua một bên, rồi mình đi chơi, đi ăn, đi ngủ, xong cái quay trở lại, mình chà tiếp, mình chà hơi, cái nó hơi ấm tí xíu, cái mình bỏ ra, mình lại tiếp tục, mình ngồi đó, mình ca, mình hát, ngó chuyện trên trời. Và cứ như vậy thì nói thiệt là mình làm cả đời cũng chẳng bao giờ có lửa được. Cũng tương tự như vậy, quý vị tinh tấn thực hành thiền tuệ mỗi đêm trước khi ngủ, vậy thời gian còn lại quý vị làm cái gì? Thời gian còn lại mình không có chìm trong cái thiền tuệ, mình không có chìm đắm trong sự quán chiếu, tự nhiên nó hướng tới dục. Nó cũng giống như là cái khúc gỗ mà hơi ấm tí xíu, mình đem mình dục qua một bên. Đời nào mà nó có lửa? Cho nên á, quý vị làm thì tốt, thì đúng là nó tốt đó, nó cũng là cái duyên tốt. Nhưng mà chắc có lẽ là nó cái kiểu tạo duyên thôi nha, tạo duyên. Rồi thì họa hoàng một cái kiếp sống lai sanh xa xôi chắc chở nào đó, mình gặp lại được chánh pháp thì mình có cơ hội. Chứ còn đời này thì cái kiểu này thì vô vọng, nhưng phải dùng cái từ là vô vọng. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.